không biết à? Chị Thì đấy cũng thân nên cho nên là mẹ cha mẹ chị đẹp với nó còn cái này hỏi anh Kiên, để cho phần bánh Kiên, để cho hỏi Kiên. Chị giờ còn bán cà phê cho anh kia nghỉ luôn à? Vâng. Dạ. Thứ hai chứ. Dạ. Lớn ạ. Học ngay trường Tân Thiện chị. Em chuyển lên Tân Thiện rồi. Em chuyển lên Tân Thiện ở rồi. Dạ bên đấy rồi. Dạ đúng rồi, trước em ở nhà bên Tân Phước ở à, đâu Tân Phú, Đồng Phú, Đồng Phú à, đúng rồi. Dạ Nhưng nên... mà đừng vừa làm nhà thôi mà. ừ thì Tân Thiện mà. Đã làm cái gì à? Dạ Trời đất ơi. vâng Sao mẹ nói là làm nhà mà chẳng có mời đến nhà đâu cả vậy? và... em cũng trả nhà nhỏ nhỏ của anh à. Không. Không phước mà, phước mà. Mà vẫn trong dãy mà bà Bách này. Vâng. Ở đấy. Đứa nào hả? Cũng được như 3 tuổi à?
Chỉ có em cùng một nhà, còn lại đây một lối đi.
Hãy